Lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cá chim mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cá chim bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cá chim nhỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu tím nha. Mọi người, đây là phần màu tím đầu tiên của mình này. Đây là phần màu tím đầu tiên của mình nhé mọi người. Mọi người, đây là phần đầu tiên của mình màu tím nha. Tiếp theo là mình sẽ xỏ theo 3 hạt màu tím nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ xỏ màu vàng. Đêm buông dần, lẻ loi giữa con phố vắng tanh đầy. Mọi người, đây là phần màu vàng của mình nha. Mọi người, đây phần màu vàng của mình này. Màu vàng của mình nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ thêm hạt chữ màu vàng luôn. Sau đó mình sẽ xỏ màu đỏ nha. Chừng nơi đó chỉ có anh và em thôi.
Mình đang xỏ phần màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, đây là ba màu của mình nha. Đây phần ba màu của mình nha mọi người. Đây là ba màu của mình nha mọi người. Giờ mình sẽ xỏ hạt chữ nha. À bây giờ mình sẽ xỏ cái gì nhỉ? Mình xỏ màu xanh đi. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Trường nơi đó chỉ có anh và em thôi.